Và mỗi lần quay á thì mình phải phải đấu trí với lại các bạn nhân viên ở trong cái đền thờ như thế này. Không đâu. Này gọi Hả? là Không phải phòng đâu. ánh sáng nơi thờ mẫu hậu mẹ của vua. Họ chừa một ánh sáng nhỏ cái ánh sáng chiếu rọi viên đá quý này. Đá quý này sẽ chiếu sáng cái phòng này. Vẻ đẹp của đền Tà Bên Campuchia được ví von là nàng công chúa ngủ quên giữa rừng già Angkor. Đền Tà Bên là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất trong quần thể đền thờ Angkor. Ngôi đền này thực sự ấn tượng và đặc biệt vì có nét cổ kính riêng. Những cây lớn nằm trong các khu vực trong ngôi đền Tà Bên khiến khu vực này không giống với bất kỳ ngôi đền cổ kính và nổi tiếng nào trên thế giới. Với những bộ rễ khổng lồ xuyên qua những bức tường đá đổ, những cây cổ thụ sừng sững trên đầu, những hành lang và sân dài tối tăm để khám phá, đây là một nơi mang lại cảm giác thần bí và gần như là bí mật. Cô bác quý anh chị, thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại ngôi đền thứ ba trong quần thể các đền thờ ở Siem Reap. Và đây là một trong những ngôi đền khá là linh thiêng, và ngôi đền này hiện nay đã bị tàn phá rất là nhiều bởi sự xung đột tôn giáo giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo, và một phần là xung đột ở đế chế Khmer vào vị vua thứ bảy. Trong ngôi đền này thì hiện nay chỉ còn lại là phế tích bị tàn phá hết khoảng 37%. Và để tìm hiểu thêm về điều đó và sự tàn phá và sự xung đột tôn giáo diễn ra như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào bên trong tìm hiểu một ngôi đền. Đây là khuôn viên của ngôi đền đang được các thợ, các kỹ sư của UNESCO trùng tu lại. Và đây là các ngôi đền đã bị tàn phá do sự xung đột của các tôn giáo với nhau. Đá có trọng lượng lên đến hàng trăm kg, thậm chí là hàng tấn. Thì không biết thì ngày xưa khi mà đế chế Khmer phát triển thịnh hành thì cách họ xây dựng như thế nào, bây giờ vẫn là một cái câu hỏi khá là lớn. Ở đây là các phần cái mái vòm á. Cái mái vòm mà sau khi bị tàn phá do sự xung đột của tôn giáo thì trở thành một cái đống đổ nát và phế tích như thế này. Ở đây thì cô bác quý anh chị và mọi người có thể nhận thấy là cái tảng đá viên gạch, cái phần mái vòm á thì nó khoảng dày khoảng 4 đến 50 cm. Cái phần mà cái tượng Phật ở dưới này thì họ cho đục phá hết và thậm chí là dùng sức vôi để mà cho kéo vỡ hết phần mái. Và hiện nay thì mọi người cũng có thể thấy là họ đang trùng tu lại. Đó, đang trùng tu lại. Và cái việc trùng tu á, nó cũng khá là tốn kém, được sự hỗ trợ của theo quy cách của UNESCO. Tại vì cái quần thể Angkor này là một trong những cái quần thể, một trong 7 quần thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. À, ok. À, đây là các phế tích còn lại nè. Ở đây thì mọi người có thể nhận thấy là các gian phòng đều có các tượng Phật và bị phá bỏ như thế này. Đây. Và thậm chí ở đây nữa, thông tin với mọi người là khi mình ghi hình ở đây được các bạn trong cái tổ chức du lịch cô quá nhắc nhở là không nên ghi hình, và mình sẽ nói cho mọi người xem nha. Ở trong này có một cái nơi gọi là được đánh bởi các viên kim cương.
Và bây giờ thì mình đi có một mình thì các bạn ở đây không cho mình ghi hình. Không biết vì một cái lý do gì đó không cho mình ghi. Và các anh em đành phải đi ra. Có bộ đàm thì các bạn nhân viên ở đây đều liên hệ với nhau này. Chắc có lẽ là tìm hiểu thêm về cái Angkor này đó thì chắc có lẽ tìm hiểu thêm về cái quần thể đền thờ này thì mình sẽ nhờ một cái chú hướng dẫn viên để mà thuyết minh cho mọi người xem nha. Đi đây hồi lạc hướng luôn. Và mỗi lần quay á thì mình phải đấu trí với lại các bạn nhân viên ở trong cái đền thờ như thế này. Họ đều canh giữ ở trong cái đền thờ này, có hơn mười mấy bạn là trong cái tổ chức UNESCO á, là cấm quay phim với chụp hình. Anh bảo vệ nhưng mà không ghi hình, tự nhiên cái máy nó bị gì, có nghĩa là anh này anh nói là không cho mình ghi hình bằng điện thoại, không cho quay phim nè, bảo mình chỉ đi tham quan thôi. Và cũng khá là những cái thước phim này khá là đúng rồi, gián đoạn. Tiếc là mình có ghi một cái clip mình đối thoại với anh đó nhưng mà nó bị lỗi rồi, lỗi cái file, nó bị chuyển sang cái chế độ thăm lát á. My photo audio. Photo. Audio on video. 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 No. Why? Why? You help and take kit. Take kit and video. Okay. And take kit. Yeah, take kit in the temple. No. Nói chung á là khi là mình ở đây nè thì mình hỏi ảnh là tại sao không cho ghi hình, nói là thuộc cái bảo tồn gì đó, và đây là một cái khu mình chỉ có thể được mua vé và mình tham quan để mình nhìn thôi, để mình cảm nhận bằng cái giác quan mắt của mình thôi và không cho ghi hình lại. Thì mình có hỏi ảnh và khi mà bắt gặp mình ghi hình đầu tiên là ảnh cứ điện thoại bằng các bạn nhân viên ở đây thông qua cái bộ đàm. Thì ở đây hơn mười mấy bạn để coi cái khu bảo tồn này nè, hơn mười mấy bạn và liên hệ với nhau bằng bộ đàm. Nên cái máy của mình á, mình có ghi lại một cái thước phim mình đối thoại với ảnh nhưng mà nó bị lỗi. Bây giờ chắc có lẽ là đi ra chứ sao giờ hả. Cũng khá là đáng tiếc khi mà cái đoạn ghi hình này nó bị vắng. Và sau cái clip này thì mình sẽ có một cái clip về một cái thuyết minh về cái đền thờ khá là linh thiêng, và nơi này chứng kiến sự xung đột giữa tôn giáo, giữa Phật giáo và cũng như là Ấn Độ giáo ở trong này. Và cái ở trong đó có những cái viên kim cương á. Bây giờ chắc có lẽ là mấy anh em mình sẽ ghi hình một đoạn nào đó. Họ đuổi thì mình đi ra ha. Mình biết họ khai thác dầu á, họ có lấy từ dầu trong, dầu chai chết xuồng vậy cũng lấy từ đây. Như vậy trong chế độ của cốt nó có dầu đốt. Thế như vậy nó đục cái lỗ này nè. Đục rồi họ lấy lá cây nó đốt nóng rồi mới họ mới hứng. Hứng cái này họ mới thấm vô bông gòn họ làm dầu. Thế như vậy trong khu vực này, trong cái ngôi đền này Pol Pot hồi đó nó cũng nằm giữ trong cái ngôi đền này. Như vậy họ cái thác mà họ đục để lấy dầu. Không được ai đó. Đông phim đây. Em hỏi với nghe trời. Đâu. Nó đốt phim đây.
cái gì đúng rồi, ai giết cha tôi cũng vậy. Cô đó cũng đóng, cô đó đóng phim ở tại đây xong với sinh con của người Việt Nam, người Campuchia người đó. Thì cô mà Hollywood, bà đóng phim Hollywood chứ. Này của Ấn Độ Tây chợ. Cái này Ấn Độ. Không, kỹ sư thì Ấn, mà tiền thì UNESCO. Tài sản công dân Campuchia cái này vẫn Ấn. Máy ngói như này, nè, người cái đá khối họ ghép nè, đi khác là máy ngói nè. Trời, cái máy ngói nó dày kìa. Ừ. Rồi trời. Anh thấy thì nó phải chơi đó, anh thấy đó. Nó giống máy ngói đây nè. Đâu không kia ngay. Đây là máy móc này, móc này. Mấy cái lỗ này là để móc vô. Nó dày khoảng 4-50cm á. Trời đó. Trời ơi, dạ. Rồi tôi xin nói cái này tí. Như vậy cái ngôi đền này, ngôi đền bà John và ngôi đền tập Rum này cũng do vị vua Roman thứ 7 xây dựng. Như vậy ổng cũng thống nhất vị Hindu giáo và Phật giáo. Nhưng mà khi vị vua Roman thứ 7 băng hà đi, thì vị vua Roman thứ 8 lên nước ngôi. Vị vua Roman thứ 8 có hai người con, một hoàng tử và nàng công chúa. Nhưng mà Campuchia nó theo chế độ mẫu hệ, tuy rằng người nữ không lên làm vua nhưng vẫn có quyền hạn trong dùm mặt. Nếu là trong xã hội hay là trong gia đình. Như vậy đó, vị vua Roman thứ 8 này có hai người con thôi, nó một hoàng tử và nàng công chúa. Như vậy vua thứ 8 này đặt nàng, đặt tất cả niềm tin trên nàng công chúa này hết. Nhưng mà không ngờ nàng công chúa này thương một tướng tài giỏi trong hoàng cung. Khi tướng tài giỏi này, vua mới gả cho nàng công chúa cho tướng tài giỏi. Thì tướng tài giỏi khi được làm phò mã thì kêu người vợ này ăn cắp gươm lệnh của vua cha. Thật ra tôi nói tại sao đế chế Khmer Si Tàng là vấn đề vậy. Như vậy đó, ăn cắp dưới, kêu người vợ ăn cắp gươm lệnh của vua cha. Như vậy, con rể này ăn cắp gươm lệnh của vua cha và giết vua cha bỏ cướp ngôi vua. Như vậy, con rể của vị vua thứ 8 này, một ổng là một con người cuồng tín về Hindu giáo. Như vậy, mình thấy đi, cái hình tượng của ngôi đền Bà John và ngôi đền Tập Rung này. Về mặt chu vi cái ngôi đền này, họ điêu khắc Đức Phật ngồi thiền như thế này nè. Mình thấy đó. Tức là vị vua đó đục bỏ, phá bỏ hết. Và lấy voi, giật đổ xuống luôn cả ngôi đền Bà John và ngôi đền Tập Rung. Từ chỗ đó bên Phật giáo họ tức giận, họ thấy vậy, họ nổi dậy. Họ thấy những cái gì mà bên Hindu họ đập bỏ phá. Như vậy mình thấy đó. Ở trên hình tượng ở trên đó là bên đạo Hindu đó. Bên Phật giáo họ đục bỏ đó. Bỏ những hình tượng, chỉ đàn Apsara là không có đục thôi. Như vậy hình tượng của đạo Hindu giáo là nằm ở trên đó đó. Thần mình thấy ba gì thần đó. Thần Shiva, thần Vishnu và thần Rama. Như vậy bên Phật giáo họ đục bỏ. Họ cũng lấy voi kéo đổ sụp xuống luôn. Như vậy cuộc chiến tranh tôn giáo nó như xảy ra. Sau này em rể đó mới đi ra khỏi hoàng kinh thành, tạo quân mộ những người trung thành vua để đến lại. Nhưng mà đến sau thắng anh rể được. Anh rể là một tướng tài giỏi mà. Như vậy khi bắt được anh rể, em rể đó, ổng mới chặt cái tay và cái chân, nhốt vào tù và sau này bị chết trong tù đi. Như vậy vị đế chế Si Tàng nó vừa nội chiến trong nước giữa ngôi báo, người này bên kia trung thành, người này không trung thành vua, nó xảy ra cuộc chiến tranh. Và chiến tranh tôn giáo nữa, bên Phật giáo, Hindu giáo nó nổi dậy, tàn phá hủy diệt là một phần. Là do vị vua này xây dựng quá sức tưởng tượng của con người. Dàn dòng châu báu của người dân, người gì gom góp tới đó trở thành đất nước. Một cái nước hùng mạnh và giàu sang thì trở thành nghèo đói. Rồi nhiều quốc phòng, rồi vào đầu thế kỷ 14 thì Thái đã chiếm được kinh thành. Bị suy tàn, suy sụp dần dần như thế. Rồi họ cứ nhắm nói chú lại là cuộc chiến tranh nào cũng không biết, có vấn đề gì mình không biết, có nguyền rủa, biết có vấn đề gì mình không hiểu. Nhưng mà nếu cái cuộc chiến tranh đi vào thì họ cứ nhắm vào nhân tài họ giết. Nó cứ nhau dần như tài họ chứ tôi không hiểu luôn. Không hiểu sao. Thu phục như Tào Tháo. Vậy là cái này là voi kéo hả chú? Voi. Voi kéo. Rồi một phần là do thiên nhiên, những cái cây cổ thụ nó mọc, nó đâm xuyên những này họ không, một phần. Tức là họ nó không thừa. Không. Đây này mình thấy đó. Bên Hindu giáo nè, Phật giáo nó đục bỏ hết nè. Còn Phật đấy mình thấy đó, đục đó. Đục huyết hết hả? Đục huyết á, bỏ hết các vị thần hết. Rồi họ lấy voi kéo. Rồi có lẽ bị nguyên rủa thời đó tới giờ luôn mình không hiểu.
có lẽ bị quyền rủa giữa thần thánh đánh nhau rồi đồng quyền rủa dính tới giờ đó mình thấy đó. Về mặt diện tích là Đức Phật ngồi thiền như thế này trên chích đó, mình thấy đục bỏ hết, nó còn tường hình nào nữa, nó đục rồi mới lấy do kéo luôn. Rồi có lẽ vấn đề không biết cái vấn đề có bị vấn đề như thế nào mình không hiểu. Còn cái bức tường màu đỏ này là do người Campuchia sau này sơn lên. Sơn lên thôi. Nên nếu mà mình tới đây mà mình không biết á, mình nghĩ rằng là tự nhiên cái tường phát lên màu đỏ. Ở đây. Tức là cái người này bỏ quên 500 năm mới cây này mọc. Yeah. Tức là chim chóc nó ăn rớt hạt ở đó. Yeah. Rồi nó mọc nó rễ nó đâm xuống đầu này. Chứ không phải cây nó mọc nó rễ nó đâm đây không phải. Tức là cái chim chóc nó làm ăn rớt ở trên này. Yeah. Sau đó nó thì mọc, nó mọc từ năm này ra. Như vậy cây nó cũng khoảng 300-400 năm rồi. Nó ít đâu. Chú khi mà cái ông vua đó, ông vua đời thứ 8 đó, ông đục cái bức tượng Phật đó đó, thì cái đế chế ông tồn tại bao nhiêu năm? Sau này tồn tại khoảng 60 mấy năm. Ông băng hài đi, có một người khác thay thế. Thay thế sau này có người lật đổ trở lại. Lật đổ trở lại. Em thấy đó, nó, những cái cây nó mọc. Vậy thì sau này khi mà ông ổng băng hà xong thì người dân họ mới đục mấy cái tượng Hindu bỏ luôn. Thì trong thời chế độ chế ổng thì ổng còn quyền bên Hindu là phá Phật giáo. Khi mà ổng mất đi thì bắt đầu Phật giáo lên chơi trở lại. Rồi từ suy tàn của Hindu giáo là vào thế kỷ 15 thì suy tàn lùi đó, cái Phật giáo nổi dậy thôi. Sau đó thì ta ước tính cái này là nó hư hỏng khoảng bao nhiêu phần trăm chú? Cái này hiện nay là lên tới khoảng 45%. 45%. 45%. Còn hồi đền bây giờ này nãy 37. Dạ. Này 45%. Thấy nó một cái đống đổ nát à? Lấy voi em nên nhớ lấy voi kéo mà. Đức Phật ngồi thiền về nè. Về mặt diện tích ngôi đền. Đục quá hết rồi. Đục vô hết luôn hả? Ừ. Rồi đây nè. Cái này các vị thần lãnh đạo Hindu nè. Đục lại. Ờ, Phật giáo đục lại. Đục qua đục lại. Chẳng thể mà lấy voi luôn, kéo đổ sụp luôn. Hôm nay kéo kia kéo nọ. Có nghĩa là xung đột tôn giáo nó ghê gớm lắm. Trời ghê lắm. Nó đổ hết đi, thấy đó. Rồi các vị thần đâu sao? Nhưng mà rốt cuộc Phật giáo vẫn thắng. Đây là tôi cho cái hình cho em thấy là một cái kỳ diệu của quỳ diệu. Quỳ diệu, đây kỳ diệu nè. Tức là Phật đã thắng. Em thấy một cái cây này. Thế, ở thế Phật. Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây vậy đó. À. Thế, đây là thiên nhiên nó tạo nhé, không phải là người tạo nhé. Cái này được tự mọc luôn. Ừ. Ồ, ghê vậy? Em thấy đó. Giống như Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây vậy đó, em thấy đó. À, hay ha. Cái hình đó nó biểu tượng cho em thấy rốt cuộc bên Phật giáo vẫn thắng. Dạ. Hindu thua. Em thấy nó giống Đức Phật ngồi thiền, em thấy không? Thôi đục kìa, nát mặt rồi. Đó, đó, các vị thần đục bỏ. Như vậy trong 100 ngôi đền có 2 ngôi đền Cô Quát và ngôi đền Tập Prom, rồi là nơi cái phòng vỗ ngực rồi phòng cách âm. Phòng cách âm chỉ có 2 ngôi đền này có thôi. Đây là phòng cách âm nha mọi người. Càng gần bức tường thì càng nghe càng lớn. Thực tế là những mấy sư mới đọc được này. Cổ sư đọc được. Cái này lên ga luôn đi, giờ mất rồi. Phòng này. Cái này cái Juni. À, Juni dưới là lên ga trên người ta lấy mất hết. Đây có cách âm không chú? Có luôn. Có luôn hả? Đây phòng này vẫn có cách không, chỉ có phòng đó thôi. Cũng có. Có nó ở trong nó còn kia mới nó rộng ra. Đây này là cái là gọi là chính thức ghi lại cái chuyện mà đế chế Khmer sụp đổ. Thời kỳ đó. Thời kỳ cuối thế kỷ 12. Tại vì sự hưng thịnh của đế chế Khmer từ thế kỷ thứ 9 cho đến cuối 12 đó là sự hưng thịnh. Và cuối thế kỷ 12 là tan rã dần. Đi rồi, còn nữa đâu. Nè, các vị thần của Hindu nè. Mình thấy đó, Trung Quốc thường được gọi là Dương Tiễn đó. Nè, họ có điêu khắc có ba mắt đó. Năm trước họ điêu khắc rồi đó.
có ba mắt rồi, có chỉ thật ba mắt rồi đấy. Trung Quốc họ đóng phim sau này, tầng ngàn năm trước đã có rồi. Nhưng lại thu cây si. Cây si mình thấy ra, cây si nó bóp chặt làm chết xác cây cổ thụ nằm bên trong. Cây cổ thụ là cây đó. Có thể đâm xuyên những chết đá mình thấy phá hủy gì luôn là, nhưng mà lại thu cây si. Cây si bóp chặt làm chết cái cổ thụ nằm bên trong, rồi cây si nó tạo ra thanh hồn. Cái đạn cơ cổ thụ một qua đằng này nó qua đằng này nó bám dừng nào chết thôi. Tổ ông cơ, không có lấy được đâu. Cái ông này xây dựng vào cuối thế kỷ 12 mà tại sao cái ngôi đền không đẹp bằng ngôi đền ông làm không rõ, không thích bằng cái này. Tại hồi đó ông có coi như tù binh cho ba ở đây này, tù binh cho ba, tù binh cho ba đục đẽo rồi để chuyển đá này nè. Rồi đó ông xây dựng nhiều nhất ngôi đền về cho ba, ngôi đền bà Yon, ngôi đền Tập Rung, ngôi đền Prakhan. Đá này lấy cách đây khoảng sáu mấy cây số luôn hả? 67 lấy cái dòng sóng đó. Xuống đá chết dài vòng một bài. Mấy cái lỗ à, mấy cái lỗ không gì ở trong á, mấy cái hột sòn kim cương còn đó vàng vàng miếng nha. Thì Chu Đạt Quang khi chết trong các ngôi đền không có quân canh giữ, còn cái ngôi đền này quân canh giữ là túc trực 24/24 trên 400 quân canh giữ túc ngày đều. Tại đây là dàn dòng châu báu nhiều nhất cái ngôi đền. Ngôi đền này xây dựng nơi thờ mẫu hồn mẹ của vua. Trong thời chế độ Champa thì giết người uống linh Champa giết người mẹ đó. Ông xây dựng xong ông thờ người mẹ tại đây. Rồi em giờ chứ em qua đằng này. Mấy cái lỗ này. Đây. Đây họ lấy ra chỉ còn nhựa thôi. Đây cái lỗ này. Cái này loại lam thạch ngọc bích hột sòn kim cương họ cần vào trong cái lỗ này. Cái này gọi là phòng ánh sáng nơi thờ mẫu hậu mẹ của vua. Họ chừa một ánh sáng nhỏ cái ánh sáng chiếu loại viên đá quý này. Đá quý này sẽ chiếu sáng cái phòng này. Như vậy đây là những cận những lam thạch ngọc bích hột sòn kim cương này rồi. Tôi không biết hột sòn xưa xưa mới lớn, bây giờ có lớn cả trăm ngàn đô đúng không? Hồi xưa mình thấy đó. Nhưng mà không biết vào Thái đánh vào cuối thế kỷ 14 Thái đánh lấy. Ở đầu thế kỷ 14 Thái đánh lấy chiến. Biết cái lấy không mà hai lấy mình không hiểu. Nhưng mà trong trang bia ghi chép là vàng dòng châu báu nhiều nhất rồi. Mình thấy đây, những cái lỗ này họ cầm hết vàng. Vậy là ngày xưa là hàng hậu ở đây. Nơi thờ thôi. Thờ mẹ. Mẫu hậu. Còn nơi Trường Quốc Tự Giám đó là nơi thờ Vua Hoàng. Ba con vua ép vào mũ nè, vào cái nhựa nè, họ gọi đó. Chú Đạt Quang ông nói đây là các ngôi đền không có lính canh giữ nhiều, chỉ có ngôi đền này túc trực trên 400 quân canh giữ, 24 trên đó. Tại đây ông nói là vàng bạc châu báu nhiều lắm, ông ghi rõ mà. Tức là tạo dáng cho em Nam muốn chụp ảnh tạo dáng á, Nam này, hiểu không? Còn nữ nè tạo dáng. À nữ con chưa. Tạo dáng nha. Đây là nữ, nữ thì chụp ở đây. Tạo dáng còn nó lên nam. Còn nam thì cần phải nam thì cần phải âm đúng không? Nói tiệt chủng 5 triệu năm về trước. Mà ngàn năm á. Ngàn năm mới 1000 năm sau này Campuchia đã tạc con khủng long, biết thời đó có không có mình biết. Sao thì biết được ta, làm gì thời đó có cái gì? Ngày năm trước họ đã tạc con khủng long rồi. Cái này là ăn cỏ ở đây như vậy nè, này cái này là phun rửa này. Tại vì mình biết được cái khủng long á là mới được khoảng 100 năm nay thôi. Qua wow, quá thạch đúng không? Nhà khoa học họ nghiên cứu. Nhưng mà ngàn năm trước họ đã có biết thời đó, thật ra người châu Âu họ cũng ngạc nhiên tại sao lại Campuchia là nó biết có phủng lông. Nó không hiểu đó. Làm những cái lạ đó, không hiểu. Phủng lông này.